đất vắng cây đắp ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai. Chị ơi, gắn cho cả anh cả chị cái mic thì tí nữa ra kia giao lưu hát cho bọn em mấy bài. Rồi em không hát đâu. Kệ cho vui gì ạ. Chị có bê được cái này không? Không, bảo anh em làm em chịu. Anh cho ai ra khơi ngồi anh em ơi. Tự khắc bố ô to phết đấy anh nhờ. Anh chị có hay đi hát karaoke ở quán không? Ôi rồi anh nha, em anh ấy thích lắm đúng không? Em chẳng có thời gian mấy. Anh ấy thích mùa bộ này lắm, anh ấy thích mùa mùa lâu rồi đấy. Tối nào thấy anh ấy xem. Thôi mua về khỏi phải đi ra quán nữa, người nhà thích hát nào thì anh chị chẳng hát. Chẳng có thời gian mà ra quán. Công việc có phải hay phải đi buổi tối. Vâng. Hay có đỡ được không? Anh hay đi chở hàng à chị? Hay là em đi đâu mà? Ga tối lại em phải đi bắt ga. À. Đến dư ra. Đấy, cái này chắc nặng hơn à? Cái này nhẹ hơn. Cái này nặng. Cái này nhẹ hơn à? Vâng, cái này nặng. Đây chị đỡ đây chị đỡ đây này, cho xuống. Đấy, chật xuống nó dễ. Chứ bị cả cái loa nó nặng lắm. Ồ, nó có rơi không đấy? Không, cứ thoải mái. Mình tì ở đây không lo. Ok. Bao lên bảo bác ba xuống hát bài Tết loa cho nha cháu xem nào. Đây anh, cái này nhấc cái này lên được. Đây nhấc nhấc. Đây anh cầm đây để cho nó khí nó lọt vào này. Đấy. Cái này có phải nó khóa được tính năng chỉnh không anh? Khóa được ạ, nó là bằng số. Khóa hộ em cái, không vâng. Có mà. Mọi người hát tí chỉnh. Chị yên tâm, cái này là chỉ có to nhỏ thôi. Thế còn tinh chỉnh là em tinh chỉnh hết rồi, không phải chỉnh. Bởi vì sợ trẻ con ở nhà nó cứ chọc chọc. Trẻ con thoải mái. Cứ tắt đi bật lại cái này về mặc định. Anh cu con anh ấy lại bóp vằn vằn tí nó sao chả biết lối nào mà chỉnh. Cái này em thiết kế ra là dành cho mọi gia đình. Trẻ em hay là người già là chưa được hết. Anh cu con ấy, anh ở nhà anh ấy vặn vặn nó lại sau nó lại chả giống với Minh Anh một cái tivi. Cái này nó có cái kiểu là nó là vang số. Ví dụ như là có ai đó chỉnh linh tinh thì mình tắt đi bật lại là về mặc định. À. Đấy, không lo lệch cái gì đâu. Anh cứ khóa tính năng lại cho trẻ con nó đỡ. Vâng. Thường là những cái điều mà anh chị băn khoăn thì cũng là những điều khách hàng băn khoăn mà. Cũng bán ra cái đưa cho 1 triệu cho thuê ngày chứ không cần gì đâu mà. Thế chẳng phải chốc mà thu hồi vốn chị nhỉ? Đấy, đấy. Thuê luôn cho à, bố ra cân liên hệ loa đai em mợ gọi mợ hết. Bố ra hay ba ra có nhu cầu là cứ làm tất liền đơn biết cứ liên hệ mợ. Mỗi tối mợ kiếm củ thôi. Trước khi quyết định mua cái bộ này anh có phân vân với bộ nào không? Hay là cứ thích bộ này là chốt luôn? Em bộ này là thích rồi. Thì bộ này bây giờ là đang là bộ to tiền nhất bên em mà. Với cơ bản em thấy sân nhà mình rộng. Sân thì mình rộng lấy bộ này thì kết hợp ngoài trời. Thì cái 9910 thì để ở nhà nhưng mà ngoài trời thì nó lại không mang ra ngoài được, nó bất tiện. Còn bộ này thì chơi cả ngoài trời trong nhà được. Ngoài chơi được, di chuyển dễ dàng. Lực 2 6 7. Xin mời chị làm đơn bài đi. Mẹ mày làm bài lên. Không hát đi. Anh bảo anh đi Tết bác ba Tết một bản cắt đi xem nào. Cái nhạc mỗi khi anh ấy hay Tết xem nào. À thế là chị chứng tỏ là chị cũng xem đúng không? Anh ấy xem trước này. Phải cho môi mãi với nghề đấy. À môi, chim môi. Môi mãi với cho ra là thế. Tối nào cũng nghe mẹ anh ấy, tối nào anh ấy cũng nghe mà. À. Hóa ra là anh đam mê rồi nhưng mà anh chị nghe, cũng... Nghe đi để anh mua mà. Chị chị bị anh đầu độc ấy. Phải cho nghe cho sướng đi bắt đầu. Đúng rồi, thuận vợ thuận chồng thì biển đông mới cạn được phải không anh? Mới cho mua đấy hả? Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá. Đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng. Ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo anh. Gái chỉ có một lần ước mơ
đấy. Cứ giấu ở hát đấy. Một mình lang thang trên đất này, theo dấu chân cha ông để lại. Một mình qua sông, qua núi đồi, để tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên đồi cao, tôi như con thú lang thang trên rừng sâu, như dòng sông khao khát, như hạt mưa không có lời. Bài ca ôi mòn chờ, bài ca tôi mơ thơ, quê đê đi mà hết. Hát giữa mọi người không ngại, bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời của tôi. Hát giữa mọi người không ngại, bài hát nữ thần mặt trời, nữ thần mặt trời. Tôi đi tìm em, tình xa mắm như vầng ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có vai dòng lòng, như ngoài tuổi thơ bê cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Có nhớ những ngày ấy, những đêm trường gian, và cha nằm mồ côi sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha ghé nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho đêm người. Và con ơi chớ bao giờ nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Anh sướng mù là về, chị hát cho anh nghe sướng. Với anh đi hết cả cuộc đời, trong đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa vô đời đến hết đời, tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, thanh xuân này hai
đất vắng cây đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai, chuyện trăm năm mất tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất nôm chặt tận đáy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.